Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn hai mẫu nồi của nhà Tiger. Hai mẫu nồi này đều là có dung tích là 1,8 lít, mình dùng cho gia đình đông người này, đều là cao tần áp suất nhé các bạn. Rồi thì mình bây giờ đi vào chi tiết nhé. Đây đầu tiên là một mẫu Tiger dung tích là 1,8 lít này. Những cái bản đời 2013 đến năm 2017 là hình nó vuông vuông ấy này các bạn này. Còn đời sau này, đời mới thì nó có tròn hơn. Đấy, cái đời này xài rất là bền nhé các bạn. Mình xem xung quanh này. Chiếc này thì mã nồi là GBB H180. Như những mã mà đời mới thì nó là GPC nhé các bạn. Đấy. Chiếc này sản xuất ra được cũng 10 năm rồi nhưng mà chất lượng còn rất là đẹp nhé, không bị xuống cấp nhé. Mọi người xem này. Để em đi vào chi tiết bên trong cho mọi người xem. Lòng nồi còn rất là đẹp nhé. Đây có một vết xước này, cái gì cọ vào mình này. Cái này thì không phải là sử dụng nhiều đâu mọi người này. Lòng nó còn óng ánh luôn này. Đấy, lòng hợp kim phủ gốm. Đây, lòng sần rất là dày luôn các bạn. Rất là dày luôn. Lòng này nặng hơn 1 kg nhé các bạn. Chất lượng lòng còn rất là đẹp. Mọi người bên trong này. Đặc biệt là John Tiger. John Tiger mã này rất là dày nhé bạn này. Rất là dày và bền nhé. Tiger những bản GPB rất ít xì hơi luôn. Cái nắp inox mọi người này rất ít bị xì hơi. Còn bản GPC, bản đời mới thì nó có hay bị hơn nhá. Đấy, áp suất 2B. Mọi người xem bên trong này. Bên trong cái hộp còn rất là sáng luôn. Gia đình đông người thì loại Tiger này thì sẽ sử dụng rất là bền nhé. Tiger và Panna thì em đánh giá là hai mẫu nồi bền nhất trong các dòng cơm nội địa Nhật. Nhưng mà Tiger thì thiên về cơm săn hơn, còn Panna thì nó sẽ thiên về cơm dẻo hơn. Nhưng mà công nghệ gọi là đơn giản nhất thì dòng Tiger này. Em ghim điện cho mọi người xem. Mọi người muốn biết áp suất nó có chạy hay không á mọi người, thì mọi người bấm qua chế độ nấu nhanh cho em này. Qua chế độ nấu nhanh mình bấm nhé. Đấy, là cái này là áp suất nó đóng, áp suất bi nó đóng mọi người, nó kêu cái cạch là áp suất đang còn nhé. Đấy, và em đây mọi người mở nó nắp vung ra. Cấu tạo của áp suất bi hoạt động rất là đơn giản đó, mọi người đây, mọi người mở ra, mọi người bấm. Đấy, cái này là nó thụt vào này, cái này nó đè xuống này để giữ kín hơi các bạn, để bi nó nằm chính giữa lỗ này, nó không bị đẩy ra. Lúc nào mà xả áp suất á thì cái motor nó đẩy ra và bi sẽ lệch sang bên này là hơi sót ra nhé. Đấy, nguyên lý hoạt động của áp suất bi thì cũng rất là đơn giản mọi người. Rồi, với như món này thì em đang bán với giá là 3.800.000 nhé mọi người. Mọi người quan tâm đến món này thì liên hệ ủng hộ em nhé. Những mã Tiger thì sử dụng rất là đơn giản luôn. Rồi, tiếp theo đây là một mẫu Tiger nữa, bạn này là đời cao nhé, đời cao có bát sách. Đây là áp suất 1B nhé mọi người, Tiger áp suất 1B nhé các bạn. Nhưng mã này thì nó chỉ có nấu sôi cháy thôi, không có chế độ cơm cháy. Các bạn GBB này thì có chế độ cơm cháy riêng ở đây nhé mọi người. Rồi, tiếp theo này, bên trong lòng nồi. Chiếc này thì không được đẹp lắm mọi người, nên em sẽ bán rẻ cho mọi người thôi. Đấy, lòng nó có một vài có bị chấm mọi người này, lòng có bị chấm này. Đấy, lòng sau nó có bị trầy xước. Đấy, mọi người xem không. Chiếc này thì em bán giá chưa bằng chiếc 1 lít luôn mọi người. Chỉ ngang ngang dòng chiếc 1 lít thôi. Mọi người mà chưa có điều kiện muốn trải nghiệm cái dòng nồi cơm này thì mọi người nên chọn món này nhé. Cơ bản thì nó vẫn hoạt động như một chiếc nồi mới thôi, nhưng mà nó không được đẹp lắm mọi người. Như lòng này thì em đảm bảo cho mọi người là không bị dính cơm nhé. Đây là cũng bản đề cao các bạn này. Bản này bản 2019. Bản này là bản 2019 mọi người. Đấy, nhưng mà người bên Nhật họ sử dụng không giữ các bạn, nên là chất lượng nồi nó rất là kém rồi. Lòng có xước và ron họ không sử dụng kỹ nên là cũng phải xước rất là nhiều. Chiếc này thì sản mã nồi là GPK B100. Đấy, cho nên là kiếm một chiếc nồi đẹp để về phục vụ khách hàng cũng rất là khó nha mọi người. Đấy, như chiếc này sản xuất 2014 này, nhưng mà bên kia họ ít sử dụng. Mọi người xem chất lượng nó còn đẹp không. Đấy, còn đây là 2019 mọi người này, sản
xuất năm 2019 mình xem này. Lòng nồi cũng không không được đẹp nữa. Chiếc này thì em bán cho mọi người là giá 2,3 triệu bao ship. Em bán thanh lý bằng một chiếc nồi 1 lít thôi. Mọi người trải nghiệm, gia đình đông người thì về trải nghiệm món này. Thực ra thì những chiếc này thì chúng mình dùng giữ mọi người, nó cũng rất là bền nhá, mình xài 3-4 năm vô tư. Nói gì chứ, nếu mà mình xài giữ thì rất là bền nhá các bạn, còn là mình xài mà không giữ thì cơ bản là nó sẽ nhanh hỏng thôi. Rồi, qua video này mọi người thích mà món nồi nào thì liên hệ ủng hộ em nhé. Em bên cửa hàng em còn rất nhiều là nồi, mọi người quan tâm đến dòng 1 lít, 2 lít 8 hay nửa lít thì bên em đều có nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh để em ra những video mới nhất mọi người có thể thấy thông báo nhé. Rồi, xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video.